Hi, chào các bạn. Bữa nay mình mới quay lại con Igu này. Sau hơn 2 tháng mình không có làm về con này bởi vì là mình chuyển qua cái chuồng khác nên là nó bị stress, nó ăn ít lại. Và gai nó cũng nói chung là nó xuống không độ các bạn. Nó cũng đang trong lột da rồi là nó hơi mờ, cái màu nó không có được đậm như là lúc mới lột. Cái gai của nó thì bị xuống không độ rồi, nó đều nhưng mà nó không còn như trước, gù thì không có bởi vì là mình có ít kè các bạn. Mình xịt nước cho nó nha. Đó. Nhưng mà nó cũng khá là bự hơn. Mình cho bạn xem đuôi nè. Đó. Đó, các bạn thấy nó có gai mũi nữa. Đó. Ok nha.